Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một chiếc máy rót nước từ combo máy rót rượu nha. Bởi vì mình không biết uống rượu cũng chẳng thích uống bia, nên là mình sẽ làm một chiếc máy rót nước. Bây giờ mình phải intro nào. Và điểm sơ qua, chúng ta cần có một chiếc máy bơm 12V, bơm này bơm tự hút, một cái cảm biến dùng để phát hiện vật cản. Tiếp theo chúng ta cần có một cái mạch để có thể xử lý tất cả các tín hiệu đó. Với bộ combo này thì mọi thứ đã được lắp đặt sẵn cho các bạn rồi, mua về là nó đã nguyên dây như thế này, các bạn chỉ việc sử dụng. Để hoạt động cái bộ này thì mình sẽ sử dụng một cái bộ nguồn 12V. Mình cần thêm một cái van một chiều. Tiếp theo chúng ta cần có thêm một cái ống nước, ống này là phi 6 và đây là loại ống nhựa dẻo nha anh em ạ, rất dẻo luôn. Tất cả các linh kiện này các bạn có thể truy cập vào liên kết trong phần mô tả video để tham khảo giá bán cũng như là mua về và làm nha. Ngoài ra thì bộ combo này chúng ta có thêm một miếng sách hướng dẫn sử dụng, từ cách nối dây cho đến hướng dẫn sử dụng thiết bị này nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ tìm một cái hộp nào đó để bỏ hết tất cả các linh kiện đó vào trong để tạo thành một chiếc máy rót nước tự động nha. Ở đây mình tìm được cái hộp nhỏ và đây là chiếc motor nước hôm bữa, một cái hộp xe điều khiển. Ok, hai hộp này là đủ xài rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra bên trong. Bên trong cái hộp này nó có một cái hộp xốp mình rất là ưng. Cái hộp xốp này ở phía dưới nó có một cái lỗ. Cái lỗ này các bạn có thể sử dụng để đặt cái cảm biến. Phía trên này các bạn có thể đặt motor và mạch điện. Ở phía trước thì các bạn sẽ có một chỗ rất là hợp lý để các bạn có thể đặt cái ly. Bây giờ thì mình sẽ đặt cảm biến vào trong cái lỗ hộp xốp nhé. Rất vừa vặn luôn. Tuyệt vời. Nhưng có một điều là tính chất của xốp này nó mềm, cho nên bây giờ thì mình sẽ đi tìm một cái gì đó để làm một cái vòng điểm cho nó nha. Ở đây mình sử dụng vài miếng nhựa này. Chẳng biết cái nào đâu, cứ lấy hết đi. Mình sẽ lấy thêm một cái mũi khoan tháp nha. Anh em lựa cái hơi to to một tí. Bây giờ thì mình sẽ cầm theo một cái máy khoan pin nha. Perfect. Tất cả các linh kiện chúng ta sau đây, mình sẽ sử dụng cái miếng nhựa dẻo này. Các bạn cắt nó ra, sau đó các bạn khoan. Cái lỗ này sẽ là lỗ phi 18 nha các bạn. Sau khi các bạn khoan thì các bạn sẽ được hai miếng như thế này. Việc còn lại là chúng ta sẽ đặt vào cảm biến thôi, cố định cảm biến lại. Rồi, như vậy là xong, chúng ta sẽ được như thế này. Cảm biến sẽ nằm ở vị trí này. Và phần mạch các bạn nhớ vị trí của các dây nha. Bây giờ thì mình sẽ hàn những cọng dây này ra. Cắt cho dây cảm biến nó ngắn đi để cho nó gọn. Sau đó thì mình sẽ tuốt hết phần nhựa và chúng ta sẽ lấy phần lõi đồng ở phía trong. Bây giờ thì mình sẽ đặt cái mạch này ở đây. Khá là hợp lý nhưng không vừa. Mình sử dụng mỏ hàn để hơi nóng. Các bạn vừa làm vừa ứng trước thử xem là vừa hay không nha. Để khi các bạn làm nó bị lố thì nó sẽ không có đẹp. Rồi, rất là vừa vặn luôn. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ hàn dây cảm biến vào mạch lại nha. Các bạn nhớ vị trí lúc đầu nha. Đến phần máy bơm nước thì mình sẽ đặt máy bơm ở phía trong này. Mình sẽ sử dụng keo silicone để có thể cố định cái motor này lại nha. Về phần mạch thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy. Sau khi mà keo khô thì mọi thứ sẽ rất là chắc chắn như thế này. Bây giờ thì mình sẽ làm đến phần ống nước nha. Các bạn sẽ đo và chúng ta sẽ cắt một đoạn ống nước khoảng 10cm. Sau đó các bạn cho một cây đi luồn vào. Tiếp theo thì mình sẽ quấn dây chì ở ngoài để cố định cái đoạn ống này lại.
Rồi, bây giờ thì mình sẽ ghim vào. Đây, mình sử dụng một cái khúc nhựa này để làm cái đầu nước cho nó. Tiếp theo, các bạn sử dụng keo silicone để chúng ta cố định nó lại. Rồi, chờ nó khô thôi. Sau khi khô thì chúng ta sẽ làm tiếp với cái phần ống nước hút nha. Mình sẽ đâm một lỗ để chúng ta có thể cho cái ống nước hút xuống phía dưới nha. Ok, như vậy là được. Bây giờ đến phần ly nước này. Mình sẽ đè cái ly xuống để chúng ta làm dấu. Sau đó mình sẽ cắt theo cái đường dấu của cái ly lúc nãy. Rồi, như vậy là vừa. Kế tiếp thì mình sẽ cắt hai bên hông để chúng ta có thể làm cái chỗ bám. Mình sẽ dùng một miếng nhựa nha. Mình sẽ đo và chúng ta sẽ cắt theo cái miếng nhựa này. Cái phần đó hơi ngắn cho nên thì mình sẽ cắt sâu thêm nha. Làm tương tự của bên còn lại. Mình sẽ dạt hai góc cho nó đẹp hơn một tí. Ok, như vậy là được rồi. Khá chuẩn chỉ rồi các bạn. Đối với phần mạch, các bạn sẽ quan tâm đến hai chỗ. Thứ nhất là một con ốc. Đây, chính là con này. Nó sẽ điều chỉnh khoảng cách của cái ly. Bây giờ mình sẽ ghim nguồn vào và chỉnh khoảng cách nha. Với cái ly nhựa này thì cảm biến sẽ rất là khó nhận, cho nên thì mình sẽ dán cái logo của mình lên để cho nó dễ nhận hơn. Mình sẽ đặt cái ly vào trong. Các bạn sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ đến khi nào cho cái cảm biến tắt. Sau đó là chúng ta sẽ xoay ngược lại để cảm biến nó bật đèn lên. Còn cái thứ hai ở phần biến trở này là tùy chỉnh lưu lượng nước nha. Mọi thứ cũng gần xong. Bây giờ thì mình sẽ cho cái hộp xốp vào cái hộp giấy lại nha. Mình sẽ khoét một lỗ để chúng ta luồn cái cọng dây hút nước vào nha. Sau đó dùng băng keo để dán và cố định cái hộp lại cho chắc chắn hơn. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cái phần nắp nha. Dán để cố định cái phần hộp lại luôn cho chắc ăn ạ. Mình sẽ cắt những phần dư còn lại để cho cái hộp chúng ta đẹp hơn. Rồi, như vậy là hoàn thành một cái nắp. Có vẻ như cái nắp của chúng ta còn thiếu một cái chốt. Mình sẽ sử dụng cục 500 này. Đè mạnh nó xuống để làm dấu. Sau đó sử dụng mỏ hàn để khoét một lỗ. Dùng tiếp keo silicone. Đặt cái cục 500 lên. Cố định nó lại. Ở đây mình dùng thêm một cái miếng lông đền nha. Lấy băng keo dán và cố định nó lại. Rồi, như vậy là chúng ta đã được một cái chốt cho cái hộp rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một cái tay cầm. Ok, cái này có vẻ là khá phù hợp. Mình sẽ cắt phần dài đi. Sau đó cho keo nến lên. Và dán lên hộp. Rồi, như vậy là chúng ta đã được một cái tay chốt cửa rồi. Lúc đầu mình định sử dụng cái hộp này, nhưng mà mình đã đổi ý định, mình sẽ sử dụng cái hộp này để cho tiện hơn.
hai hộp nó sẽ được làm như thế này. Bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp đen này ra. Phía trong nó có một cái hộp xốp. Tiếp đó mình sẽ dùng một ca nước, mình sẽ cho ca nước vào trong cái hộp. Rồi, như vậy là khá là vừa vặn rồi. Vì tiếp theo mình sẽ cho nó vào hộp lại. Chúng ta sẽ cắt về phần hộp để làm cái nắp. Anh em sử dụng keo hai mặt nha. Chúng ta sẽ dán nó vào cái hộp. Ok, như vậy là hoàn thành. Mình sẽ bỏ vào. Khá vừa vặn luôn. Tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm thêm cho nó một cái chốt. Bây giờ thì mình sẽ khoan một lỗ để chúng ta lòn cái phần dây hút nước xuống nhé. Sau đó thì mình sẽ cắt cái đoạn thừa đi. Tiếp theo là mình sẽ cho cái van một chiều vào. Các bạn sử dụng hai cọng dây gút để có thể cố định con này lại nhé. Sau khi làm xong các bạn sẽ được như thế này. Bây giờ thì mình sẽ kết nối hai hộp này với nhau bằng keo nến. Như vậy đã hoàn thành. Giờ mình sẽ dùng nước lã để thử nghiệm nhé. Chúng ta sẽ cho bình vào, sau đó là cho dây hút nước vào. Phần lưu lượng nước này thì mình đã tùy chỉnh trước rồi nha các bạn. Các bạn có thể chỉnh bằng cái nút biến trợ lúc nãy mình chỉ các bạn ấy. Nhưng nó có một cái nhược điểm như thế này. Ở phần nắp này khi chúng ta đóng lại, cảm biến nó vẫn nhận và motor nó tiếp tục bơm. Cách khắc phục là các bạn sẽ dán ở trước đó một miếng dây màu đen. Khi đóng lại thì cảm biến sẽ không còn nhận nữa. Khi các bạn dán miếng màu đen rồi, các bạn đóng nắp lại thì cách đó chúng ta đã khắc phục được. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào thôi. Lấy một ít đá nào. Cho một chút nước ngọt steam vào nhé. Tiếp đó cho phần ống hút nước vào. Đậy nắp lại. Cố định mọi thứ. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành. Anh em cho đi đá vào nhé. Ok, hoàn hảo.
uống thử một miếng nào. Làm thêm đi nữa nha. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong một cái chiếc máy rót nước từ những cái hộp đồ chơi cũ. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhấn like, share và subscribe mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.